Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình lại mời cả nhà đến với xưởng rang cà phê của bên mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà phương pháp pha cà phê phiên đại của bên mình với cà phê rang mộc. Phương pháp pha này thì nó sẽ hơi khác một chút so với cái phương pháp mà chúng ta hay thường làm. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là nó khác biệt như thế nào nhé. Để pha cà phê phiên đại thì cái dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị thì rất là đơn giản. Thứ nhất là chúng ta cần một cái phin, một cái đồ để ca để ứng, một cái bình cổ ngỗng và một cái cân điện tử. Nếu chúng ta không có cân điện tử thì chúng ta có thể dùng cái cân nhân hòa loại nhỏ, không bất cứ cái loại cân nào nó nhỏ, để chúng ta cân định lượng cà phê và chúng ta cân định lượng nước khi chúng ta pha cà phê. Hoặc là chúng ta có những cái bình đong nó có gần vạch ml tương tự như thế này. Rồi, việc đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cân định lượng cái lượng cà phê mà chúng ta muốn pha. Thì đối với cái phin đại này, đây là cái phin cỡ lớn nhất để pha cho quán, thì chúng ta sẽ sử dụng theo công thức của bên mình là 150g cà phê mộc. Cà phê này thì mình vừa mới xay xong. Đối với cái việc pha cà phê của chúng ta thì trước giờ thì có nhiều người suy nghĩ rằng là cái việc pha phin thì nó khá là đơn giản, nó không có cần phải cầu kỳ, sao cũng được. Nhưng mà với cái vấn đề về xay cà phê thì mình khuyên là dù pha phin hay pha máy thì chúng ta cũng không nên xay sẵn cà phê. Chúng ta sẽ pha đến đâu thì chúng ta xay đến đó, và chúng ta xay ngay trước khi pha thì đó sẽ đảm bảo là cà phê chúng ta cái lượng hương bên trong hạt nó mất đi ít nhất. Chúng ta xay sẵn là chúng ta để trong bao như thế này, và chúng ta để khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì cái chất lượng cà phê của nó sẽ giảm đi đáng kể. Đây là cà phê mình vừa mới xay xong trước khi mà mình định lượng như thế này. Đã. Cà phê mới xay thì nó sẽ giữ được cái hương tối đa ở bên trong hạt cà phê, và trung tâm xay nó ra thì nó sẽ bể cái hạt cà phê ra và các cái phần lưu trữ hương ở trong hạt cà phê nó sẽ tỏa ra. Cà phê mới xay xong thì nó rất là thơm. Đối với cà phê bên mình thì cái hương chocolate, caramel nó là chủ đạo. Sau khi chúng ta cho cà phê vào trong phin như thế này thì chúng ta sẽ lắc nhẹ để cho nó dàn đều bằng mặt. Kế đến thì chúng ta sẽ tiếp tục cái thao tác là châm nước để cho cà phê nở đều. Thứ nước đầu tiên thì chúng ta sẽ châm là 200ml nước. Mình có một bình nước sôi ở đây và mình sẽ lưu ý với mọi người là gì ạ? Nhiệt độ để chúng ta pha cà phê nó sẽ khoảng từ 95 độ cho đến 90 độ C. Vì vậy nên chúng ta không nên rót trực tiếp nước vừa mới đun sôi xong từ trong bình này vô trong cà phê, nó sẽ làm cháy cà phê. Thì mình sẽ pha châm nở 200ml. Trong cái quá trình mình rót thì cái nhiệt lượng từ nước nó đã được hấp thụ một phần vào trong cái bình này rồi, và nước này hiện nay của mình thì nó đã tương đối nguội rồi, nó sẽ rơi vào cái nhiệt độ phù hợp để pha cà phê. Mình sẽ châm vào trong phin này là 200ml nước. Mình sẽ rót rất là nhẹ, rót đều trên toàn bộ mặt phin, mặt cà phê.
Thì khi chúng ta rót nhẹ, dùng cái bình cổ ngỗng có cái vòi nhỏ như thế này thì cái cà phê của chúng ta nó sẽ không bị sói xuống và cái lượng nước nó sẽ thấm đều từ trên bề mặt xuống dưới. Rồi mình đạt 200 gram tương đương với 200 ml nước thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ ủ cà phê trong vòng 45 giây cho đến 1 phút. Đây là cái bề mặt cà phê mà chúng ta châm nở. Đối với cà phê mộc thì cái lượng khí CO2 ở bên trong cà phê nó khá là nhiều, nhất là khi chúng ta vừa mới xay xong và nó khi nó châm nở thì lượng không khí nó sẽ đẩy lên trên, phát ra khỏi cái hạt xay và nó sẽ rất là nhiều bọt khí như này và nó rất là bông nở tơi xốp lên. Sau khoảng 45 giây cho đến 1 phút thì chúng ta cà phê của chúng ta nó đã nở bùng đều rồi. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta châm tiếp cái nước tiếp theo. Thì cái nước tiếp theo này mình sẽ châm vào khoảng là 480 cho đến 500 ml. Thì cái thao tác châm của chúng ta nó cũng sẽ nhẹ nhàng đều cho bằng mặt. Mọi người quan sát rằng là đối với cà phê mộc nguyên chất thì khi chúng ta pha thì nó sẽ như thế này đây. Nở và nó bung lên. Nó bung lên rất là mạnh. Bởi vì lúc này cái hạt cà phê chúng ta xay ra nó thẩm thấu nước vào bên trong và nó nở ra. Là thứ nhất. Cái thứ hai là lượng khí ở bên trong nó đẩy ra khá là mạnh mẽ. Dẫn đến là cái việc là nó bung lên. Mình sẽ tiếp tục châm cho đủ 500 ml nước. Đối với phương pháp này thì mình không dùng cái chặn để mà mình nén cái cà phê xuống làm gì cả. Bởi vì khi mình nén xuống thì nó cũng nở bung lên và nó sẽ lật. Và khi cái chặn đó nó bị lật và cái cà phê nó bị xáo trộn thì cái nước của chúng ta nó không có thẩm thấu đều từ trên mặt xuống bên dưới và để chiết xuất cà phê một cách đều thì sẽ chỗ đậm, chỗ nhạt và cái cà phê nó sẽ không ngon. Thì ở đây là mình đang chia sẻ cái phương pháp là mình pha cà phê mộc chứ không phải là mình pha những cái loại cà phê mà chúng ta xay sẵn, chúng ta có tẩm ở những cái hương liệu hóa chất ở bên trong. Đây là nước cốt cà phê chúng ta sau khi chiết xuất xong. Nó khá là đậm. Khá là đậm, cũng tương đối cái độ sánh của nó cũng cao. Nhưng mà nó sẽ mượt chứ nó không có sánh theo kiểu như là đặc sánh. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cái màu của nó là màu nâu cánh gián chứ không phải là màu đen.
rất là đẹp, màu nâu cánh gián rất là đẹp. Khi chiết xuất xong thì cái lượng cà phê chúng ta có thể sẽ thu được là khoảng từ 380 đến 400 ml cà phê. Nếu mà pha cà phê đá với định lượng 60 ml, một ly cà phê đá thì chúng ta có thể pha được là khoảng từ 6 cho đến 8 ly cà phê. Và đây là cái bề mặt của bean cà phê sau khi chúng ta đã chiết xuất xong. Mọi người thấy là nó rất là bằng, rất là bằng, bởi vì mình rót đều. Phía trên thì nó còn đọng lại một số cái bọt khí. Thì khi mình rót đều bằng cái bình cổ ngỗng này thì nước nó sẽ được tản đều ở trên bề mặt của phin cà phê và nó sẽ chiết xuất, thẩm thấu xuống chiết xuất cà phê của chúng ta đều và nó sẽ ngon hơn. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cùng với mọi người cái phương pháp pha cà phê phin đại của bên mình. Thì nếu mọi người có ý kiến hoặc bình luận gì thì xin hãy để lại ở phía bên dưới của video này nhé. Mình cũng sẽ rút kinh nghiệm và cũng sẽ cùng thảo luận và trao đổi cùng với mọi người về những cái quan điểm cũng như những cái kiến thức. Mình xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của mình.